Chào các bạn ơi, hôm nay mình nấu rau câu kim cương lá dứa đi nha các bạn. Ở đây mình có mấy cọng lá dứa nè, đường phèn nè, à, đây mình còn 1/3 bịch rau câu con cá nha, và ở đây là 50 g bột bán mà mình đã rửa sạch rồi đó các bạn, mình ngâm trong nước. Bây giờ mình sắc lá dứa ra mình xay nha các bạn, rồi mình đi làm cái bột bán này trước. Bạn ơi, bây giờ mình pha sữa nha các bạn. 1/3 bịch rau câu nè. Hơn 1/3 đó các bạn. Bây giờ mình cho vô đây là cho vô nước mình quậy ra nha. Một ít nước thôi. Thì mình pha sữa tươi với nước cốt dừa làm sao mình cho ra được một lít. Đây là sữa tươi nha. Sữa tươi nè. Tại vì cái son này nó có một cái định mức nước nè các bạn, thành ra cũng dễ làm lắm. Các bạn thấy định mức nước chưa? Mình cho ra đây 1 lít thôi. Còn nước dừa thì các bạn bỏ vô đây tùy thích nha, cho nó béo. Các bạn thích ăn nhiều nước cốt thì các bạn bỏ nhiều, còn các bạn thích ăn ít thì các bạn cứ bỏ ít thôi. 3 muỗng này là 150 ml nè các bạn, 150 ml sữa với nước cốt dừa. À, rồi mình lấy cái bịch này mình đậy lại nè, bỏ vô tủ mát nè các bạn, đừng để tủ đông nó dễ bị vỡ lắm. Đây, rồi mình cho thêm nước với đường, đường phèn. Cho thêm nước với đường phèn vô nha. Cho nó đủ 1 lít đó các bạn. Mình cho đường tùy thích nha các bạn. Tại vì nhà mình ít ăn đường. Mình cho đường vô đây tùy thích nè. 1 muỗng vậy là 30 ml đó, 3 muỗng là 100 ml, 100 g. 100 g đường thôi nha các bạn, rất là nhạt. Mình để đây cho nó tan nè. Trong khi mình chờ cái này cho nó tan rau câu tan đường nha các bạn, cái này nước dừa với sữa nè mình làm đúng 1 lít á, mình pha thêm chút xíu nước, chút xíu sữa tươi và nước dừa nha cho nó có vị. Bây giờ trong khi mình chờ nó tan rồi mình bắt cái chảo lên mình đi làm cái bột bán cho nó rút cái lá dứa vô nha các bạn. Đó. Các bạn làm sao mà lát nó sánh lại nó rút vô nha. Hơi ồn các bạn thông cảm nha các bạn. Mình sấy cái này với lá dứa rồi, còn bên đây thì mình nấu rau câu nè các bạn. Sữa dừa với đường phèn nha. Có mùi lá dứa mình không có bỏ vani nha các bạn. Rồi đợi cái này cho nó tan đường ha, 5 phút nó sôi lên 5 phút. Còn bên đây là như thế này là được rồi đó các bạn. Mình phải sên trước cho màu nó hút vô bột bán, đồng thời bột bán nó chín nha các bạn. Như thế này là chín rồi nè, mà nó lợn cợn cái hạt lựu nè các bạn, nó mới đẹp nha. Các bạn ơi, rau câu của mình, nước dừa của mình nè, nó đã sôi hồi nãy giờ lâu rồi nha các bạn. Nếu mà mình ăn kỹ thì mình múc ra cái tô nè. À, múc ra cái tô để cho nó gần nguội rồi bỏ ra cái thố này nha các bạn. À, múc ra 1/3. Để cho nó nguội rồi bỏ ra cái hộp này. Cái hộp này là cái hộp nhựa đẹp nè các bạn, nhựa của Nhật nè. Bỏ nóng thì nó cũng không có bỏ nóng thì nó cũng không có hư đâu, nhưng mà mình thì ăn mình cũng ngại. Tại vì nhựa tốt thì nhựa tốt, nhưng mình ăn mình cũng ngại đó các bạn. Nó múc ra 1/3 nha. Còn lại nè, còn lại mình đổ cái bột bán vô mình quậy nha các bạn. Bột bán nè mình đổ vô đây mình quậy, quậy cho nó tan đều ra rồi mình để lên trên. Các bạn quậy chung với sữa nè và làm cho nó tan đều ra nha các bạn. Rồi một lát cái này còn nóng thì cái kia nó cũng đã nguội dần rồi, mình đổ lên trên không sao hết. Quậy cho nó tan ra nè.
nó sôi lên là nó tan ra hả các bạn. Sáng ồn quá, ở Sài Gòn trời lớn vậy các bạn ơi, mình không biết lọc cái âm thanh. Ồ. Để nó sôi lên nó tan ra nha các bạn. Còn cái này thì mình bỏ vô hộp. Mình làm chân các bạn, mình làm cái chân nó bằng bằng sữa trắng. Trong khi mình quậy cái này chờ tan ra mình đổ lên trên nha các bạn. Đổ lên trên cái chân đế sữa trắng nè. Mình đã bỏ vô cái hộp rồi nè, một phần ba đó. À, chờ cái này nó nguội mình đổ cái kia lên trên. Các bạn ơi, mình đổ một lớp trắng ở dưới nha các bạn. Còn lại thì bột bán với lại dừa, phần dừa còn lại mình quậy cho tan, mình đổ lên cái mặt trên. Đó, các bạn thấy không, bây giờ nó là như thế này nè. Một lát mình xắt ra rồi mình trình bày với các bạn nha.